Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn thông tin về sản phẩm Minmay 7.9 OC. Đây là một trong các loại thuốc trừ sâu sinh học rất là hiệu quả trên cây trồng. Thì ở bên trái màn hình của các bạn, đó là mẫu mã của sản phẩm Minmay. Quy cách của gói này là 20 ml. Mình xin nhấn vào hai phần chính của sản phẩm. Thứ nhất về thành phần hoạt chất, thì sản phẩm Minmay có hoạt chất chính đó là amamectin benzoate, hàm lượng nó là 7,9%. Nói về cái hoạt chất amamectin này, thì đây là hoạt chất được chích ly trong quá trình lên men nấm streptomycin avermethylis, với những thuốc mà có hoạt chất amamectin benzoate này thì nó sẽ có cái tác động, đó là nó tấn công lên cơ chế dẫn truyền xung động thần kinh, làm cho con sâu và các loại côn trùng khác khi bị dính thuốc sẽ bị tê liệt, dẫn đến chết và bị tiêu diệt nhanh. Đồng thời cái hiệu quả nó sẽ kéo dài lâu hơn, vì đây là cái hoạt chất mà có nguồn gốc sinh học. Với hoạt chất amamectin benzoate này thì cơ chế tác động chính đó là diệt sâu qua đường tiếp xúc, vị độc và có khả năng thấm sâu. Hiệu lực diệt sâu thì nhanh và mạnh, không thua kém gì so với những thuốc hóa học khác. Thuốc có phổ tác dụng rất là rộng, phòng trừ được nhiều loại sâu như sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu vẽ bùa, rầy nâu, sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, nhện dé, nhện đỏ. Cho nhiều loại cây trồng như lương thực, rau, các cây ăn quả và cây công nghiệp với giá trị cao. Về hướng dẫn sử dụng thì mình xin chia sẻ với các bạn liều lượng sử dụng. Ví dụ như chúng ta dùng cái bình mà 20 hoặc là bình 20 lít nước, thì chúng ta sẽ pha một gói này có cái dung tích đó là 20 ml. Với 1.000 m² thì chúng ta phun từ 2 đến 3 bình. Còn lưu lượng cho một phi ấy, khi chúng ta phun phi lớn 200 lít nước hoặc là 220 lít nước thì chúng ta pha 10 gói, tương đương với 200 ml thuốc. Chúng ta phun kỹ cả hai mặt lá, mặt trên, mặt dưới và những phần sâu nhất trong tán lá, nơi mà các loài sâu thường hay ẩn nấp. Đặc biệt chúng ta phun khi trời mát thì sẽ có hiệu quả cao nhất. Nhưng mà tùy đặc điểm của những loài sâu nữa, có những loại sâu mà khi mà chiều sẩm tối thì chúng mới ra, chúng mới gây hại, còn ban ngày thì chúng sẽ ẩn nấp ở dưới mặt lá vân vân, hoặc là những nơi mà chúng ta không thấy được đó. Thì tùy tập tính của những loài sâu, khi chúng ta canh tác chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phun thuốc vào thời điểm đó thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thời gian cách ly thuốc này nó là 7 ngày. Thì nhân tiện đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn một số cái thuốc có hoạt chất là amamectin benzoate. Các bạn có thể copy cái hoạt chất này, các bạn vào website có tên domain đó là vietnamnonghiepsach.com.vn. Ở đây thì mình đã thiết kế và tổng hợp rất nhiều loại thuốc. Ở trên cùng có ô tìm kiếm sản phẩm, các bạn có thể là paste cái hoạt chất này, tên hoạt chất này vào, các bạn chọn hình kiến lúp. Thì sau vài giây, website sẽ trả về cho chúng ta một số cái thuốc mà có cùng hoạt chất đó là amamectin benzoate. Đây các bạn thấy nè, ví dụ như thuốc Tasil 1.9 OC cũng có hoạt chất là amamectin benzoate, hoặc là Boema, hoặc là Tumectin, hoặc là Atemet, hoặc là Gastrite 7 OC, hoặc là Amagon, vân vân các bạn nhé. Có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho chúng ta. Khi mà chúng ta dùng một loại thuốc mà nó bị nó không nên dùng nhiều lần, vì sẽ ra cơ chế kháng thuốc, hay đổi một số các loại thuốc khác. Ví dụ như sản phẩm muscadin này có hoạt chất khác nhưng mà cũng cùng cái thuốc là thuốc sinh học, nên website cũng có thể tổng hợp lại chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Video mình chia sẻ này là hết. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.